Bài viết: bé học đi giày dép, lớn học đi chân trần. Vốn dĩ đôi chân này được sinh ra là để âu yếm lấy đất mẹ, không có rào cản, không có ngăn cách, là cái loại âu yếm và xúc chạm trực tiếp nhất ấy. Bạn có còn nhớ ngày bé không? Mẹ bạn lúc nào cũng phải nhắc bạn: con đi dép vào, không thì bẩn chân. Còn bạn thì cứ trực, hễ không có người lớn là đá phăng cái thứ vướng víu kia ra, để đi trên đất, để chạy nhảy, để tung tăng trên đất, trên đá, trên bùn. Và về nhà, bước đến đâu là đất mẹ in dấu những chiến tích hào hùng của bạn đến đó. Cả một cánh đồng hoa hình bàn chân con màu nâu đất nở rộ trên mặt sàn. Và chẳng bao lâu sau, những bông hoa hình bàn tay mẹ màu đỏ hòn cũng hùa theo nở rộ trên mông bạn, trong tiếng ca dấm dứt, ấm ức, tức tưởi của bạn. Rồi thì dần dần, như bao đứa trẻ khác, bạn cũng được rèn vào khuôn khổ. Kệ giày chẳng những một đôi mà đến cả chục đôi để luân phiên nhau hàng ngày nữa. Giờ nhìn ra một bãi cỏ hay một con đường đất, bạn chỉ lắc đầu chép miệng. Bạn chết. Bạn thích cái màu giày xinh xắn hay ngầu lòi hơn là cái màu da trần trên nền đất cát ấy. Này, hỏi thật, đã bao lâu rồi bạn không còn biết cái cảm giác hôn lên đất mẹ bằng đôi chân trần này nữa? Những buổi chiều ở quê, bữa nào mình cũng ra vườn, mang đôi chân trần lượn quanh. Có ngày nắng, đất ráo, chân bước đi tung tăng giữa những lùm cây bụi xanh rì tươi mát. Có ngày mưa, chân lầy lội trong những vũng bùn sền sệt. Mình cứ tự nhiên nhúng thẳng cả bàn chân vào những vùng đất sình lầy như thế, không e ngại, không lo lắng, không sợ bẩn. Ngược lại, rất thoải mái. Đừng chê đất bẩn, bạn cứ thử nhớ về những giây phút ngồi trong nhà vệ sinh của bạn đi. Bạn biết mà, sản phẩm của cơ thể bạn đấy. So với chúng, đất thuần khiết và thơm tho như thiên thần vậy. Hoặc có buổi chiều, mình xách mông ra bãi cỏ lề đường trông ra sân bóng trước nhà, ngồi tệt xuống, duỗi dài đôi chân ngắn ngủn lên bụi cỏ gấu đầy đất cát. Xe cứ qua lại, bụi đường cứ bay, và người người cứ nhìn một con bé kỳ lạ. Vì ở quê mình, thỉnh thoảng cũng có những người như vậy, đầu đội trời, chân đạp đất, mắt ngơ ngác nhìn chung quanh, và cả người sặc lên cái mùi vị đặc trưng của kẻ phong lưu chỉ biết dầm trời mưa chứ chẳng bao giờ chịu chui vào nhà tắm. Người ta gọi những người điên. Và mình cũng ngồi đấy, đầu đội trời, mông chống đất, quần áo lấm lem những vệt nâu buồn, và mắt cũng nhìn ngẩn ngơ đến nhập thần. Rồi thì mình cũng thèm là người điên. Cây lầy, gió thổi, mây trôi, và vì ngồi. Mình nói thế, bạn có thể thấy sự xuất hiện của mình thật vô duyên, thậm chí đến là thô tục trong bức tranh bình yên kia. Nhưng khoảnh khắc ấy, mình thực sự cảm như vậy. Mình thấy mình trong bức tranh đó. Mình thấy mình như một mầm cây, một hòn đá, một bông hoa, một bé sâu ngẩn ngơ ngắm nhìn thế giới. Mình không còn là một cá thể rối rắm nhưng suy nghĩ hay âu lo, và chỉ biết đắm chìm trong những âu lo hay suy nghĩ của chính mình nữa. Mình chỉ đơn thuần là một sinh vật cuồn cuộn nhựa sống, là đứa con của thiên nhiên, là một phần của bức tranh miền quê dung dị tuyệt mỹ kia. Không còn một vi riêng biệt, không còn một cái tôi riêng biệt, không còn
một cá thể riêng biệt nào nữa. Chúng mình quyện vào nhau, cộng hưởng với nhau và khiêu vũ cùng nhau trong những giai điệu của trái đất. Say đắm. Trước đó, mình chỉ biết thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên với tư cách một kẻ lữ hành đứng ngoài cuộc. Còn bây giờ, mình chẳng còn thưởng thức gì nữa. Vì đơn giản, chính mình là một phần của bức tranh thiên nhiên ấy. Cái cảm giác thần thánh đê mê ấy chỉ lóe lên và kéo dài trong khoảng 3-5 phút gì đó. Và rồi mình lại bị những suy nghĩ của đầu óc lôi ra ngoài bức tranh tuồn tuột không thương tiếc. Từ một kẻ trong cuộc, mình lại trở về làm kẻ lữ hành đứng ngoài, ngẩn tò te quan sát. Chỉ vì một ý nghĩ nổi lên, mình muốn viết quá, viết ra cái trải nghiệm thần thánh vừa rồi. Nhưng khoảnh khắc bạn mong muốn lấy máy ảnh hay cây bút ra để ghi lại những giây phút tuyệt mỹ của cuộc sống, thì chính khi ấy bạn đã bỏ lỡ nó rồi. Từ lúc cái muốn viết ấy nổi lên là mình đã bị đánh thức và choàng tỉnh. Nhưng mình cũng đủ thỏa mãn lắm rồi. Làm người thì không nên tham nhỉ. Cho những giây phút thực sự sống như thế, nên trọn vẹn mà cảm nhận nó và đầm mình trong nó. Vì khi chúng đã chạm vào linh hồn bạn rồi, bạn sẽ không thể nào quên được chúng nữa đâu. Kết thúc rồi cũng sẽ không nối tiếp. Và lại, ngôn từ hạn hẹp chẳng bao giờ đủ sức để làm bạn trải nghiệm qua chính xác những gì mà chúng đang cố truyền tải. Bạn sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được mình đang thực sự muốn nói điều gì cho đến lúc tự bạn trải nghiệm qua chúng. Khi các giác quan của bạn mở tung ra đón lấy thế giới và nhịp đập của bạn run lên cộng hưởng với mạch sống của thiên nhiên, khoảnh khắc đó bạn sẽ vỡ hòa. Dạ là vậy. Mình đứng dậy, phủi mông và nhìn xung quanh. Kể cũng lạ, những người thôn quê đáng mến đang bận bịu phóng xe vù vù kia. Họ có bao giờ nhận ra mình đang có những đặc ân từ thiên nhiên tuyệt vời đến thế nào không nhỉ? Những món quà mà kẻ quanh năm bám chặt lấy cái đất thành phố đầy bụi mịn và khói xe như mình có muốn mơ cũng không mơ được. Hay là do họ đã quá quen rồi chăng? Vì càng quen thuộc, càng gần gũi, lại càng dễ bị lãng quên. Thank you.